Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức, và ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin mới nhất trong ngày hôm nay. Cô dâu 65 tuổi nhờ pháp luật can thiệp khi bị vu khống và bôi nhọ danh dự trước tin đồn vội vàng ly hôn chồng cũ để lấy cha trẻ 24 tuổi. Đang yên đang lành bị vu khống và bôi nhọ danh dự, cô dâu 65 tuổi tiết lộ sẽ khởi kiện những người có liên quan đến tin đồn thất thiệt này. Thời gian gần đây, mọi thông tin về cặp đôi cô dâu 65 tuổi Nguyễn Thị Hoa, Đồng Nai và chú rể 24 tuổi người Pakistan luôn thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngoài những ồn ào xung quanh việc bị chồng trẻ bạo hành, vừa qua cô dâu 65 tuổi còn bất ngờ vướng tin đồn vội vàng ly hôn chồng cũ để lấy chồng ngoại. Cụ thể, trên mạng xã hội, một người đàn ông tự nhận là chồng cũ quay clip nói rằng cô Hoa ly hôn mình để đến với cha trẻ. Ngoài ra, người đàn ông này còn nói về chuyện tình lệch lạc của cô Hoa bằng những từ ngữ rất khiếm nhã. Đang yên đang lành bị vu khống và bôi nhọ danh dự, cô dâu 65 tuổi ngay sau đó đã chính thức lên tiếng, tiết lộ sẽ nhờ đến pháp luật để xử lý những người có liên quan. Cô Hoa bức xúc: "Tôi xin khẳng định lại một lần nữa là tôi không quen, không hề biết người đàn ông trong ảnh này. Xin đừng vu khống tôi thờ tiết chồng tôi gần 30 năm nay, tôi chưa hề mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào khác. Thật nực cười vì sự bịa đặt không đúng sự thật, bất chấp để câu like. Có nhiều người làm video câu kéo đu bám ăn theo lợi dụng tôi, làm tin tức về tôi để nổi tiếng cũng được, nhưng không được bôi nhọ xúc phạm danh dự người khác sai sự thật như vậy. Tôi xin cảnh báo các cháu làm YouTube nên gỡ video không đúng sự thật bôi nhọ tôi xuống, nếu không tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp về bôi nhọ danh dự đời tư người khác. Xin cảm ơn những fan ủng hộ chân chính đã kịp thời báo tin cho chúng tôi về tin đồn thất thiệt này." Được biết, hiện tại anh chồng 24 tuổi đã được xuất viện sau một thời gian gặp vấn đề về sức khỏe vì áp lực dư luận. Cô Hoa cho biết, mới xuất viện vì mệt mỏi và áp lực lại phải chịu thêm cú sốc lớn nữa, nên sắc mặt anh Johnny rất kém, nhìn anh ấy rất buồn và chán nản. Thương Johnny phải chịu nhiều sức ép, giờ lại thêm chuyện này nữa. Tôi xin cộng đồng mạng hãy lấy lại công bằng cho tôi và cho Johnny đỡ áp lực, vì tôi thương Johnny rất nhiều. Tôi sẽ kiện tất cả những kẻ lợi dụng tôi. Tiết lộ về những dự định trong tương lai, cô dâu 65 tuổi khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết sẽ tổ chức lễ cưới và sinh con cho chồng trẻ bất chấp thị phi vây quanh. Quá khứ vẫn chỉ mãi là quá khứ, quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai. Hiện tại tôi và Johnny đang rất hạnh phúc và tương lai chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới và sinh con. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp, dù ai nói xuôi nói ngược như thế nào nữa. Cô Hoa viết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin mới nhất của kênh tin tức. Đừng quên nhấn subscribe để đăng ký và ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh.